Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui vì mọi người đã đến với kênh của Hòa IV Cuộc Sống Mỹ. Mọi người có khỏe không nè? Hôm nay mình lại ra ngoài vườn á. Trời rất là đẹp, nắng đẹp quá. Mình ra ngoài mình quay những cái hoa mai vàng cho các bạn xem nè. Cái hoa mai này là hoa mai Mỹ á. Chắc tại nó trồng ở Mỹ cho nên người ta kêu là hoa mai Mỹ á. Thường nó xuất phát từ là các nước ở Đông Á đó các bạn. Đó là mai Đông Á, hoặc là người ta nói cái cây mai này ở Việt Nam á kêu là mai phục sinh. Mai phục sinh nè, nó có nguồn gốc á, giống như là từ Đông Á, và nó mọc, nó hay thường hay nở hoa vào tháng 2 với tháng 4 á, vô ngày lễ phục sinh, cho nên người ta gọi là cái hoa này là hoa mai phục sinh luôn đó các bạn. Cho nên cái này nó rất là đẹp luôn á. Bây giờ trong Home Depot nó bán khoảng chừng 30 đồng cây á các bạn. Cũng rẻ đó, 30 đồng cây. Một cây bạn mua về á, nếu mà để cho nó lớn lên rồi mình bẻ nhánh ra mình trồng á, mình trồng là nó lan nhiều lắm các bạn. Nó rất là dễ trồng. Trong Home Depot hoặc là trong mấy cái chỗ mà cây ấy, người ta bán nhiều lắm. Những cái cành nhỏ nhỏ mình thấy á, mình đi vòng vòng mình thấy cái những cái cành nhỏ nhỏ mà nó có rễ á, nó khoảng chừng 1-2 găng tay thì nó bán khoảng 10 mấy đồng á, khoảng 12-14 đồng cây á, cũng là rẻ đó các bạn. Nó nhưng mà mình nhà mình á là mấy năm về trước á, ông xã mình mua có 1-2 cây thôi, xong rồi mình chiết ra chừng khoảng cái này là 20 mấy cây á các bạn. Mình nhà mình chiết ra khoảng chừng 29-30 cây á, mà bây giờ năm nay nó lên bông quá trời nè, nó tỏa nhánh ra các bạn, đẹp không? Mà cái cây này cao á, khoảng nó cao từ 1-3 mét luôn á các bạn. Nếu nó mọc á, nếu mà mình càng lâu á thì nó maximum là khoảng 3 mét. Mà nó thành bụi á các bạn, nó thành từng bụi đẹp lắm. Năm nay là nó cũng là nhiều bông nè các bạn. Nó ra bụi nè, mình chiếu từng từ cho các bạn xem nè, đẹp không? Nó rất là đẹp luôn á. Cái mùa này là cái hoa này đặc biệt cái là nó chịu lạnh lắm. Là thường là trời lạnh buốt giá này nên cũng mà nở rực rỡ luôn các bạn. Đẹp ghê luôn á. Nó bông này á, thường bên Mỹ á, người ta hay trưng vô ngày Tết á, Tết Nguyên Đán á, nó có nhiều ý nghĩa cho nên người ta thường bẻ cái những cái nhánh, có khoảng chừng cắm một bình hoa khoảng chừng 5-7 nhánh là đẹp. Là đẹp và các bạn, mà nó lâu tàn lắm nha. Nó lâu tàn, đặc biệt là rất là lâu tàn. Để cả tháng cũng không tàn đó các bạn. Nó không có héo đâu, nó chỉ giống như là nhìn nó cũ thôi, chứ thực ra nó không có héo, nó không có rụng cái lá cắn xuống á. Cho nên là người ta hay trưng vô ngày Tết á, bền. Mà tuy ở bên mình theo mình tìm hiểu á, trên tiếng Việt á, người ta kêu còn cái cây hoa này là hoa suy tư luôn á bạn. Hoa suy tư luôn á, lạ ha. Nè, cái bông của nó là mọc á, từ kín cành luôn nha. Kín cành là tượng trưng cho là giống như là sung túc nè, nhà cửa là sung túc, rồi giống như là may mắn, màu vàng là màu may mắn đó. Người ta thường màu vàng là màu của thần tài, là màu may mắn phú quý đó các bạn. Đó, nếu mà mai này á, cái cây mai này mà bạn biếu trong những cái dịp Tết á, dịp Tết Nguyên Đán á, thì nó tượng trưng cho những cái câu mà giống như là an khang thịnh vượng đó các bạn. An khang thịnh vượng đó. Đó. Có cây vườn nhà mình nè các bạn. Nó thấy chưa, đây nữa nè. Đó là nhà mình là chiết từng cành đó. Nó dễ lắm. Giống như là cái cành nào mà nó khỏe xong cái rồi mình lúc mà mình nó hết cái bông rồi á, mình bẻ cái cành đó xong rồi mình ngâm vô cái bình nước á, bình nước khoảng 1-2 ngày mình thay nước có khoảng chừng vài tuần á là nó ra rễ, là mình trồng xuống dưới đất là nó ra những cái cây giống vậy á các bạn. Mình thấy ông xã mình làm á cũng dễ lắm. Nhiều khi á mình đem vô trong nhà mình cắm á,
mình cắm thời gian nó cũng ra rễ đó các bạn. Nếu mà mình thay nước thì nó sẽ ra rễ, nó sạch đó, nó ra rễ. Đó, đây là những cái bụi cây mình quay cho các bạn xem nè. Nó là từ những cái cây, một cây chín, một hai cây thôi á, mà nhà mình chiết ra đó các bạn. Chiết ra nhiều ghê không, năm nay là nó ra quá trời luôn. Quá trời đẹp hả các bạn ha. Cái màu này mình thích lắm. Cái màu giống như màu nắng vậy á, đẹp ghê luôn. Nó màu mà vàng rực, rực rỡ luôn á. Thật ra mình rất là thích màu vàng các bạn. Mình rất là thích màu vàng luôn á. Năm nay là hoa đào. Hoa đào thì nó hơi bị cái hoa này là hoa hạnh phúc nè các bạn. Cái cắm của nó giống như là cái trái tim nhỏ nhỏ cho nên chắc vậy á. Trái tim nha, cho nên người ta gọi hoa hạnh phúc hay sao á. Hoa hồng ngọc hoa hạnh phúc. Đây nữa là cái cánh nè. Cây này thì nó hơi eo ụt tí. Mà những cái cây mai này á, đây nè, cái cánh, cái cành nó bự hơn. Cái cây này là cây chính nè, cái cây đầu tiên mình mua á các bạn. Chiếu quanh vườn cho các bạn xem năm nay coi như nó khác năm ngoái không ha. Năm nay nhà mình cây mai nó ra nhiều. Đó. Nói chung là cây mai này mình rất là thích. Cái cắm nó nhọn nhọn nè, cái cắm nó cái giống mai này nó nhiều lắm các bạn. Nó rất là nhiều loại nha. Cái loại này là loại căng, cái cắm mà nó cũng cứng nè. Cánh này là cánh bự á, có nhiều cái mai này nhưng mà nó cái cắm nó nhỏ cũng có nữa. Cái cây mai của mình là cái giống hoa mà nó bự, cái cánh hoa bự á. Nó đẹp lắm. Thích cái hoa vàng cho nên là ông xã mình chiết nhiều lắm, cho nên là nguyên cái vườn là hoa vàng không à. Mai mốt khoảng vài năm sau là nó ra một bụi màu vàng đẹp lắm. Đẹp ha các bạn ha. Ra ngắm nghía cũng thích lắm. Nó thường là hay nở vào tháng 2, tháng 4 á, là đầu xuân luôn. Nó đẹp. À, cho nên là người ta hay sử dụng cái này để cắm trong cái dịp Tết Nguyên Đán của Việt Nam mình á. Họ không biết là Việt Nam biết có trồng được không ta, tại vì nó nóng á. Nhưng mà chắc mình nghĩ ngay chỗ cái xứ lạnh như Đà Lạt hay Sapa, hay là nói chung là cái chỗ vùng bộ miền Bắc á, nghĩ là trồng được á. Đẹp. Cây này rất là dễ trồng nhưng mà nó chịu lạnh. Nhà mình là zone á, zone là zone 7. Thường là trồng cây người ta hay nhìn cái zone á. Từ zone 1 cho tới zone 13 thì mình là zone 7. Zone 7 là trồng được rồi các bạn. Zone 7 là trồng được. Mà từ zone mà khoảng từ 1 cho tới cái zone mà nó càng cao thì càng nóng. Vậy đó. Nó càng nóng cho nên là cái zone mình là zone 7 là trồng được. Nó cũng mát mát lạnh lạnh nó thì trồng được. Trồng rất là đẹp, nó cao lắm các bạn. Cái cây này nó cao ghê không? Cao thì là cao mà cây này nó, bạn nào mà trồng ngay chỗ nắng á, cái chỗ nào mà nắng càng nhiều á, nó càng rực rỡ nha. Nó càng rực rỡ đẹp. Nó ra cái màu đẹp lắm. Màu vàng, mà vàng tươi, vàng nắng. Đẹp. Mình rất là thích cái hoa này còn. Đẹp ha. Nói chung là năm nay mình chiếu những cái cây cho các bạn xem, trồng cũng dễ. Bạn nào mà thích á, mình mua một cây nhỏ thôi, xong rồi mình trồng, mình chăm sóc nó, mình trồng ở dưới đất á, xong cái cành nào khỏe khỏe mình bẻ nhánh á, mình bẻ nhánh rồi mình chiết ra những cái nhánh mới rồi mình trồng. Bây giờ cái cây mà khoảng 3 hay 1 gallon tới 3 gallon cũng phải trên 30 đồng một cây á. 30 đồng một cây rồi đó các bạn. Nhiều mắc. Hồi đó mình mua có 10 có khoảng mười mấy đồng một cây, 12 13 đồng một cây thôi, bây giờ nó lên tới 30 30 đồng, nó gấp đôi á. Gấp đôi rồi đó các bạn. Cho nên mình chỉ cần mua một cây rồi mình chiết cành ra mình trồng thôi. Đẹp ghê không? Nó cái cành nó mọc từ gốc cho tới ngọn luôn á.
cho nên là người ta hay trưng vô cái việc dịp Tết, giống như ý nghĩa là sung túc nè, sung tốt nè, rồi no đủ nè, nó mà sinh sôi nảy nở nhiều nè, con đàn cháu đóng, gia đình sum vầy nè, cho nên nhiều ý nghĩa quá, cho nên người ta trưng vô dịp Tết đẹp đó, quá đẹp không các bạn ha. Năm nay nhà mình có cây mai là đẹp, cây đào nhà mình nó bị cái đợt lạnh á, tự nhiên nó đang nụ quá trời, cái lạnh một cái á, tự nhiên nó héo nụ uổng á, cho nên nó cây đào nhà mình nó không có được đẹp lắm, buồn quá. Thôi chỉ có cây mai ngắm đỡ các bạn, đẹp ha. Thôi video mình ngừng tại đây nha, cảm ơn mọi người luôn ủng hộ thương yêu cái kênh của mình. Mến chúc mọi người luôn hạnh phúc và bình an. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại video lần tới. Bye bye.